Xin chào các bạn, mình là Kiều Anh là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng tuyệt vời từ dầu xoa bóp xin xin của Hàn Quốc Ở khi chúng ta bị đau cơ, đau lưng, đau khớp à, hay chân tay bị bầm tím trong khi hoạt động thể dục thể thao, làm việc nặng hoặc là bị côn trùng cắn thì một số người sẽ chọn cách là sử dụng các loại miếng dán để giảm cơn đau Tuy nhiên thì một số người lại chọn cách bỏ qua và điều này thì lại không hề tốt cho chính bạn. Những cơn đau do va đập thì thường để lại nhiều hậu quả mà chúng ta không thể biết trước được. vậy nên nếu như bạn đang gặp phải các trường hợp mà kiểu anh kể trên thì hãy ngay lập tức sử dụng sản phẩm dầu xoa bóp xin xin đến từ hàn quốc. vậy tại sao chúng ta nên sử dụng sản phẩm này? bởi đây là một trong những sản phẩm được đại đa số người ưa chuộng sử dụng hiện nay. sản phẩm này thì mang lại hiệu quả nhanh chóng tức thì. những vết côn trùng cắn hay va đập thì luôn khiến chúng ta đau đớn và khó chịu thế nhưng chúng có thể biến mất nhanh chóng khi bạn sử dụng sản phẩm dầu xoa bóp xin xin. Thứ ba, đây là một trong những sản phẩm an toàn, không gây kích ứng cho da hay là bất kỳ tác dụng phụ nào. Và một điều cực kỳ tuyệt vời ở sản phẩm này, chúng ta có thể thấy, đó chính là loại dầu xin xin Hàn Quốc này thì có thể là sử dụng luôn để mát xa vết thương. Không chỉ tốt cho các vết thương, vết côn trùng cắn mà sản phẩm này còn cực kỳ tốt cho người già bị đau nhức xương khớp khi trời trở gió hay những người mắc xương khớp về cách sử dụng sản phẩm này thì vô cùng là đơn giản thôi ạ. Bạn chỉ cần xoa dầu vào khu vực đau nhức hoặc bị côn trùng cắn. Ở khi sử dụng thì chúng ta sẽ không cảm thấy nóng rát ở phần da bôi vào mà chúng ta sẽ cảm thấy mát lạnh và tác dụng từ từ vào vùng bị thương. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên nhớ là chúng ta không nên sử dụng sản phẩm dầu này vào những vết thương hở. Ở nhiều khách hàng khi sử dụng sản phẩm này của Korea Shop 24 giờ đều phải gật đầu công nhận rằng tác dụng của sản phẩm này là vô cùng hiệu quả. Ở chúng không bị nóng rát hay là kích ứng da như những sản phẩm khác. Chỉ với 100.000 đồng cho sản phẩm dầu xoa bóp xin xin, chúng ta đã có thể là giải quyết được các vấn đề về xương khớp hay các vết bầm tím trong quá trình hoạt động rồi. Và kiểu Anh tin chắc rằng với những đặc điểm nổi bật của sản phẩm này thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng chúng để có thể là bôi vào những vết thương hay những vết bầm tím do hoạt động ạ. Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm dầu xoa bóp xin xin Hàn Quốc ở đâu để có thể là an tâm sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 -985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. À, hoặc quý vị cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24h tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để có thể là nhận được tư vấn trực tiếp về sản phẩm. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại.